Sau 3 ngày làm việc từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủ Thừa lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khóa 12 tiến hành bầu Ban thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đăng Minh Xuân được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, Huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Huyện Thủ Thừa tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 4 công trình trọng điểm. Cụ thể, chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình nâng cao hiệu quả công tác bồi thường và phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án trên địa bàn huyện, nhân dân. Cũng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra như tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15%, sản lượng lương thực bình quân 190.000 tấn một năm, tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 14% một năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ đạt 40%, giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ, có trên 70% trường học đạt chuẩn quốc gia, có 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế.